Kính bạch hội thánh, chư chức sắc thiên phong, chư chức diệt bàn trị sự, cùng chư huynh tỷ đệ muội quý kính. Thưa quý vị, cơ quan giải thoát là phụng sự lời dạy của Đức Tôn Sư Hộ Pháp, được in trong quyển Bí Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Như vậy, ai ai cũng phải phụng sự mới trở về cùng Thầy Mẹ Thiên Liên. Nhưng tiếc thay, chúng đệ muội không phải là chức sắc, nên không thể phụng sự bằng những bài thuyết giảng cao siêu. Chúng đệ muội là những người con nơi vùng Thánh Địa Tây Ninh, mai duyên được Đức Phật Mẫu ban cho tai đờn, tiếng hát, từng làm vui cho nhân thế. Mai duyên gặp chư huynh tỷ có tinh thần yêu văn nghệ, cùng chúng đệ muội nắm tay nhau phụng sự đại đạo qua tiếng hát, tai đờn, từ tất lòng trung hiếu dâng lên Thầy Mẹ và các đấng thiêng liêng, ghi công phổ hóa đạo trời. Với tâm thành của người đạo hữu, bằng nghiệp ca hát, chúng đệ muội ngồi lại bên nhau, tùy theo sở năng làm nên CD này. Với chủ đề trở lại quê xưa, chúng đệ muội tin tưởng sau khi nghe chủ đề này, chư huynh tỷ sẽ biết rõ đường về qua từng cảnh giới thiêng liêng, để thức tỉnh phàm tâm rồi quyết chí tu hành, để cùng chung hưởng ân lành của đại đạo kỳ bá ân xá. Với tài năng non trẻ, chắc hẳn CD này còn nhiều thiếu sót, mong quý vị cao minh đạo đời cảm thông và chỉ giáo. Chúng đệ xin thành tâm đa tạ. Thế thường cho rằng chết là hết, vì không biết đạo nên tưởng lầm. Sự thật chúng ta phải bỏ xác trần để thăng hoa, tiến hóa. Trong cửa đạo cao đài, do cuộc đại ân xá của Đức Chí Tôn, cho đóng địa ngục, mở tầng thiên, đưa các chân hồn đi lên chính tầng thiên. Nên sau khi chết, làm chính tầng cũ, gọi là cửu cửu, và một tuần tiểu tường, một tuần đại tường, cộng chung là 11 tuần cúng. Để mở đầu chương trình trở lại quê xưa, kính mời chư huynh tỷ nghe bài Kinh Khai Cửu do Nguyễn Kha trình bày. Tầng trời đến gì thần đang an tinh khi cùng an, thảm khổ dương trần vừa qua khỏi, quên bỏ trần ai trầm luân khổ ai. Về chốn an nhàn nơi chỗ vị xưa, đến cõi thiên liêng hồn được thông dòng mong mỏi đồng trần gian khốn khó, đoạn yểm dục tình vào cõi thiên liêng. Từng bước đi lên nơi cửu trùng thiên định hồn, tình khi cũng an hồn vốn vững vàng.
khổ sầu em. Chớ nên đau lòng xa cánh nở trầm luân, lụy cửu quyền dầu đổ chớ buồn đau. Biển cổ ba đào hai cắt cho mau, dùng trí huệ cắt dây quang, hồn thắng đến thần tiên hướng cánh an nhàn. Có thể sự đau thương cõi trần bi lụy, bước đến cõi ta bà bằng hướng an nhàn. Mỗi khi làm tuần cửu, Tiểu Tường và Đại Tường phải tụng kinh khai cửu trước, rồi mới tụng các bài kinh đệ nhất cửu, đệ nhị cửu, đệ tam cửu, tứ cửu, vân vân. Và Tiểu Tường, Đại Tường đọc kinh khai cửu để chân hồn biết, nắm cây huệ kiếm gươm thần, dứt tam sự thế nở trần từ đấy. Mà lần qua từng cảnh giới thiêng liêng, mời chư huynh tỷ xem chân hồn vào vườn ngạn uyển, do Nguyễn Kha minh tả. Vườn ngạn uyển xanh quá đã heo, khối hình hài đã chiều ra bàn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương. Nơi cõi thiêng liêng có ngôi vườn ngàn uyển, tức là tầng trời thứ nhất. Vị trưởng quản là Đức Nhất Nương, diệu trì cung cầm đàn tỳ bà, đều khiến chân linh khi đầu kiếp hay lúc quy hồi. Bảy giây quan nghiệp đã tắt rời, rửa sạch bẩn trần bao nỗi sầu thương. Dời dời con đường tới cảnh thiên, có ánh hồng quân đương chói ngọc lầu. Từ cung thiềm căng bước cho mau, đứng đầu tám thiên thoát ba thần phẩm. Thần đã định an khi đến cung này, tất cả do tạo quan bài. Khi thể xác trở về cát bụi, lúc linh hồn trở lại mỗi đó qua là một chân linh, qua tươi nở dân gian đầu kiếp, qua héo tàn nơi vườn ngàn uyên cõi thiên đàng yêu.
tình thức tiền duyên nhớ lại đoạn cho rồi quang trái bụi sân đem mình nương bóng chí linh định tâm chi thanh mới dần ngồi xưa thần sắc cảnh này rất dịu dàng ấm cung chói lọi ánh hồng quân đổ rồi chân trời thứ nhất trên đường về bái mạng ngọc hư cung phách anh linh ắt phải anh linh hồn định tình đã vừa định tình được diệt hành đoạn căn khó khổ nào quán bao thập ác lục hình không buộc ràng khoảng trái chân dương hồn tình mong cõi đời cõi tạm bóng mát từ bi phụ trầm nhân thế quyền diệu cao đài gửi trọn niềm tin hằng nương mình theo bóng chi linh cõi quê xưa chốn cũ tìm về tụng xong tuần nhất cửu đã an chân linh cũng nhẹ nhàng cực lạc kế đến chính ngày sau tiếp tục là cửu thứ nhì sang cõi Tây Dương bây giờ là tuần đệ nhị cửu phải tụng kinh khai cửu lần nữa rồi mới tụng bài kinh đệ nhị cửu giờ đây chân hồn từ từng trời thứ nhất đi lên từng trời thứ hai đến giường đạo tiên dự tiệc trường sanh kính mời chư huynh tỷ nghe Nguyễn Kha và Bích Phượng trình bày màu dương đào ướm chín chén trường xanh có lần ngự ban tiệc hồng đã dọn sẵn sàng chân thần khá đến hồi hàng chân linh nương phương của đức nhị nương diêu trì cung theo khoai hương đến tây dương màu cùng dự hội tỉnh sai nhấp cạn chén xin nơi quê cổ ngọt ngào thần sắc nơi đây nhẹ nhàng sâu lắng không khí thì trong giấc như băng ánh sáng muôn màu vẽ cảnh thân dung chút bay cao nhẹ nhàng cho chân thần
ngân kiều trên ngàn sao bắt đầu. Từng trời thứ hai thanh thản lăng lăng, từng bước tiên thiên cơ chuyển qua. Tiên tử lăng lăng chân linh nhớ lại chốn dương trần là khổ hai trăm luân. Bàn đào tỉnh mộng xôn xao, cõi thế sự thoáng qua ngắn ngùi. Tây Dương mẫu thần an trí đình kiếp phù sinh thoát khỏi luân hồi. Thọ bửu pháp khi thập trai gìn giữ, đến trường trai từ nhập thế đến nay. Được thiên liên các đấng ban ân, hồn siêu thoát khỏi thiên đàng rộng mở. Luật đạo ban hành tuy không mà có, tuy có mà không. Tuần nhị cửu đợi chờ bước tiến, đến từng trời thứ ba nổi tiếng chân thần. Hoa đào tiên ươm trên cây, nơi Tây Dương màu tình say mộng vàng. Đời người sớm hợp chiều tan, cõi thiên đẹp thấy nhẹ nhàng. Mỗi tuần cửu, chân hồn tiến lên một cảnh giới mới. Bây giờ là tam cửu, chân hồn từ giường ngạn uyển lên cõi thanh thiên, là từng trời thứ ba trong cửu trùng thiên.
Chư huynh tỷ nghe Nguyễn Kha trình bày. Gọi thanh thiên lên miền bồng đao, đồng thiên thay bài lão đón đường. Cám lồ rưới giọt nhành dương, thất tình lục dục như hồn đến tầng trời thứ ba tấn qua. Nghe từ cung đạo xuất tiếng nhạc khoan thai trầm bóng cung đàn. Cánh hạc đưa linh theo để linh bài, tình thiếu thiều lắm tiếng nhẹ nhàng vào cõi hư không. Có bờ dương bóng phụng nâng thân, cũng như ý lão quân đi khắp. Lúc sanh tiền tinh đức tu thân, hưởng pháp thanh thiên hồng ân giang. Lão quân tròn sứ mệnh, hội thánh minh giao sách cho chân hồn. Học sách trường xuân bí pháp bảo tồn, xếp chân linh về phần cống qua, được an nhàn cực lạc siêu thân. Tròn tám quy ngũ giới của kiếp sanh, giữ thập trai đến trường trai tiên qua. Tiếng nhạc lời kinh ru hồn tăng hương, bửu pháp thọ truyền thanh thản tiêu diêu. Hồn về thiên thai cung thứ ba trong cửu trùng thiên, tiên ông trúc lâm thất hiền, đưa chân hồn nơi dùng ánh sáng. Dùng này toàn màu xanh, anh chiếu khắp nơi đồng bồng cam lồ rưỡi giọt nhành dương, rửa gọi chân thần cho được thiết tinh sanh trong. Rồi hồn lạnh giao cung nơi đức thái thượng lão quân, trở gót chân thần kiều vàng đẹp tươi. Nhờ sắp trường xuân
cánh tầng thiên dòng tươi má thanh quang rạng rỡ mây ngàn. Ôi cao đẹp biết bao nơi cõi thiên đàng, lặng lăng nhẹ nhõm thật nhiễm màu rõ công đức sâu xa. Chữ tu vàng cũng khó mua, kiếp sanh ta cũng khá tu làm lành. Quyền năng hưởng phước hồng ân, bạc vàng khó sanh công phu thực hành. Địa hoàng hồn lìa khỏi xa, tiên cảnh nhẹ nhàng sáng lạng nhàn du. Hạnh phúc nào bằng ở thế lo tu, thương chúng sanh nghĩa tình gắn bó. Về đến nơi đây rõ thông cảnh thật, còn được gì trong phú quý vinh quang. Cõi trần là cõi tạm lánh xa, kiếp phù sinh vũ sạch bụi phong trần. Cõi thanh thiên đã về lần, linh hồn an nghỉ lên tầng thứ tư. Trước lo tính đức công phu, theo thầy học đạo lối mù thoát hoa. Đến đây là tứ cửu, chân hồn từ cõi thanh thiên lên cõi huỳnh thiên. Từng trời này có ánh sáng màu vàng nên được gọi là huỳnh thiên. Mời chư huynh tỷ nghe Nguyễn Kha và Bích Phượng trình bày. Tam mùa đi trừ quang, chơn thần đã nhập càng khôn. Từ nương nơi cõi trời thiên, kiếm câu tiếng bài điều khiến, chiếu theo là linh tiếng ông. Lão quân đỡ nâng chân và đốt tiêu tàn, thần xuất ra lửa quyền. Đời hồng ân thương lão quân, như ý xe thần thăng. Cõi huỳnh thiên ngàn mây rực rỡ, bạch hạc tung bay để lại xinh tươi một vết roi vàng. Linh hồn ta lướt nhẹ thuyền rồng, cõi quần thiên vô cùng thanh thoát. Thuyền năm rồng đưa đẩy trên đường về diện kiến đức thiên quân, được tư nương đưa vào cung tuyệt khổ. Bộ lôi công rối thần chức sẵn, giúp chân hồn đánh tan mọi nghiệp chướng
đột giang làm hồn kinh tán đồng, là bồ lôi công giải tán mê hồn. Xa trường giấc hôi tăng đầy dậy dập dờn, lửa tam mùi quán gia đốt sạch từ cửa lầu bên này cho đến thiếu những thù hằn hờn giận ghét thương, xa tìm thức nhiều như quán trai. Trọn kiếp sanh riêng ta còn lại là phúc lành góp nhặt cõi đời thôi. Ráng nắng chai lạc giờ ta nơi chốn trầm luân, ngày sau đến chính tầng thì với vấn giường mây cứ nương đợi chờ. Chờ chạy luồng trong tùy muốn luyện quả tinh thì phải trổ tinh thần. Quả tinh tam mùi khá suy lần, trong thất lửa từ nơi cơ thể luyện đến lần ngọn lửa vô biên, chân thần ta mới được thăng thiên. Núi Thái Sơn ta đứng đầu thanh thản, nhẹ nhàng tìm tân qua cao siêu, vui biết bao khi hồn về chốn cung này. Trần quá dài đạo già ngưỡng vọng lập tức tu thân, đường về thiên cảnh hưởng được hồng ân, cảnh thật là cảnh thiên liên hằng sông. Biển trần khổ vừa qua cơn ác mộng, sanh lão bệnh tử treo khắp trầm luân. Người nhẹ nhàng không dính bận bước chân, kẻ vô tâm mãi đắm mê hồn. Qua cõi huỳnh thiên sao chính ngài học đạo, tiến lên lần đến cõi xích thiên. Hương ân tạo quá vô biên, dạy công học đạo được quyền. Đến ngựa cựu, chân hồn từ cõi huỳnh thiên lên cõi xích thiên. Gọi là xích thiên bởi vì ở từng trời này ánh sáng đều có màu hồng. Bây giờ chư huynh tỷ nghe Nguyễn Kha trình bày. Ôi cao đẹp chân hồn hãy vào cung ngọc, nơi đây hồn linh đã gặp tông đường nay mừng vui rồi, đón mừng cùng nhau sum họp cả hiền thánh đức nhộn nhang.
rồi chân linh đến vào cung diễn hình. Vô từ kinh đưa hồn đến đài cảnh minh, việc làm tội phước căn sinh, chiếu soi rõ ràng số căn, phép màu quyền diệu vô biên, kiếp sanh ta đã tạo nên căn nghiệp phước tội, soi tâm gương quyền chẳng sai rõ thông căn nghiệp duyên phận, kiếp sanh rõ ràng chứng minh, rồi định tội do mình gây ra. Nơi cõi xích thiên có ánh sáng chói chang màu hồng rực rỡ, đó là tầng trời thứ năm qua chính ngài học đạo siêu xuất chân thần. Cửa thiên môn nhẹ bước dò lần, nơi ải quan chực chờ đưa rước, kiên thiên quân diêu đồng linh vang. Chân linh nhộn nhàng mừng khách bước sang, trong vui vẻ cả miền thanh đức, xem rõ ràng tội phước căn sinh. Đài chiếu giám cảnh minh nhẹ bước, tất cả hành vi từ tiếng nói việc làm sẽ ghi lại không sai sót một, chính là tòa tam giáo uy nghiêm minh cảnh đài quyền diệu vô biên, mắt phàm ta không thấy đằng. Khi ta đến hào quang như ngọn lửa thần rồi biến mất ngay, thương khắp cả nhân sanh ở trần gian, tạo nên quan trai. Rồi nay đến chốn cảnh minh, rồi chiếu công tội làm nên chuyện ta làm kiếp sanh, nay hiện ra công đức rõ ràng. Minh cảnh đài phân minh, ánh hào quang tỏa sáng thiên điều. Tội phước đôi đàn ta nên cân nhắc, để khỏi ân hận sau khi màn kiếp ly trần. Về cảnh thiên liêng sẽ nhớ lại lần, lối địa ngục nhiều người lui tới, chốn thiên đàng ít kẻ tầm ra. Chữ tu vàng bạc cũng khó mua, không chuộc được lỗi lầm ta sai phạm. Trước minh cảnh đài không sao chối cãi được, khá tưởng tình quyền diệu đức cao đài.
đường thiên liên hằng sông. Mong trần vừa tinh hồn đã thoát ra, mới rõ ràng quyền diệu sâu xa. Đó là câu kinh vô tự bao la, xem thấy tên mình trải qua một kiếp. Quyền thiên thơ từ lâu có sẵn, mà chính ta định tội lấy ta. Tòa án lương tâm là hình phạt không lời. Đã chính ngài nơi cõi xích thiên học đạo, phép quyền công trụ nghĩa quá thân. Trên bạch y quan nơi tầng thiên thứ sao, có xe như ý hoài thần tiến thần. Đến lục cửu, chân hồn từ cõi xích thiên lên cõi kim thiên. Kim thiên là tầng trời thứ sáu trong cửu trùng thiên. Kính mời chư huynh tỷ nghe Nguyễn Kha và Bích Phượng trình bày. Quang cảnh nơi thần thiên hiên kim thiên hữu tình, chân linh nhẹ tách tiên xa đi vào pháp cung. Mà xem qua kiếp trăng cõi trần, mang tinh vật hồn linh tiến thân, diệu dắt cho dân thần. Minh dương không tư sau khi xem qua cựu nghiệp tận hưởng cung vàng pháp, hồn giao cung lập khuyết lành kim sa là tính vật thân. Thiêm trì thần tiên dẫn lối đưa đường, bay qua đài quê hương mấy lường, để chân hồn ngào ngạt hương thơm. Tiêu trừ những ô uế tàn dư thể xác, mà phát sinh ánh sáng điện lành. Tiên nữ của lục nương trôi dòng vũ dương, nơi cõi thiên đàng an nhàn giải thoát. Cửu nghiệp tức là nghiệp của chúng ta, tạo ra từ kiếp trước ở cõi dương trần. Đoài thân là do thể xác tạo thành, sống ở thế gian ta tạo nhiều phúc đức, chai lạc đủ đầy hồn mới được tiêu diêu. Mây bạc chính tận nơi cõi thần thiên, là nơi ngự trị đức diêu trì kim mẫu. Do chính vị tiên nương dẫn dắt chân hồn, được nhẹ nhàng thoát khỏi cảnh phong đồ. Thank you.
nhạc khoan đưa lên thẳng đến niên bàn mới thôi. Cực lạc thế giới này có màu trắng tinh khôi trong suốt, là nơi Đức Phật Thích Ca ngự trị độ rồi chân hồn. Nhờ ở kiếp sanh ta tạo phúc lành, trì giới lạc đủ đầy nên thọ hưởng tứ hồng ân của Thượng Đế ban cho. Thật quý quá thay quyền phép thiên liêng, kẻ hữu kiếp nên suy cùng nghĩ càng. Lập chí tu hành trường trai tinh khiết, đã đặng kiếp sanh về cõi an nhàn. Nơi kiếm tiền nhẹ bước đi tìm nghiệp duyên, thần đến đài quê hương, mùi hương thơm thánh thế ngạt ngào. Ô quê sanh quan được tiêu trừ, tiếng thiên thiều nhạc khoan trỗi lên, đưa hồn nhà khổng tước minh dương. Lượn mấy dòng mùi hương tỏa xa, ngào ngạt thơm ngất ngây hồn ta. Hồn hướng hồng ân nơi tầng trời thứ sao, đến cõi hảo nhiên pháp tiên dẫn độ chân hồn. Và từ từ tiến qua đi lên con đường thiên liên hằng sông, Đức Chí Tôn lời dạy đành rành, trái là tu hành hồn được siêu thắng. Đến thất cửu, chân hồn từ cõi kim thiên lên cõi hạo nhiên thiên, là tầng trời thứ bảy trong cửu trùng thiên, dưới quyền chưởng quản của Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Mời chư huynh tỷ nghe Nguyễn Kha trình bày. Nơi tầng pháp thiên khí nhẹ nhàng phơi phới chân hồn, cảnh vật thần tiên hào quang chiếu lấp lánh khắp nơi. Vào cung trường pháp do quyền tạo hóa xoay chuyển, Bạch Kiên Chuẩn Đề và Lam Vẫn Nẻo đưa đường Tây Quy. Vọng tưởng cõi trần hồn linh xóa hết được về cõi tiên, đến nơi cõi hạo nhiên thiên là tầng trời thứ bảy. Hồn như bay bổng đến cảnh thần tiên đẹp vẻ muôn ngàn, lại thêm nhiều vầng chiếu sáng như mở lối đưa đàn. Linh hồn nhắm môn quan thẳng đến được Chuẩn Đề làm phép giải thi. Nhìn cảnh vật đồi ngàn xinh đẹp, chiếu diệu hào quang thiên đàng thiên cảnh. Hồn như bay bổng ở cõi thần tiên, phơi phới nhẹ nhàng nhờ vào không khí.
lấy quyền độ thế và giải thi cho hồn xa xa liền. Linh hồn trong sạch thông dòng nơi cõi thiên thần, Đức Chủng Đề dùng Huệ Điển Kiến để giải thi giải pháp giới, xem các linh hồn thuộc thân nào vào trong giới chúng sanh. Đó là chính cái thân trong các giới, Đức Chuẩn Đề Bồ Tát thật quay linh. Bức tượng hình ba mắt mười tám tay là hoa sen cưa nở nơi cõi linh. Về nơi cung này thánh thơi an nhàn, hôm linh nhẹ nhàng phơi phới nơi cõi mây ngàn. Trần gian ghi nhớ rằng mà biết tu, nơi cõi thiên liên ngàn năm sống vui bình yên. Nơi cõi dương trần trải lạc rương trải tinh khiết, luôn hướng ân hồng Đức Phật ngự trì tòa sen. Nếu chúng ta muốn ra khỏi rừng mê thoát dòng sanh tử, nên lập chí tu thân công quả cao lương, khiến con người đam mê tận hưởng, quên nghĩ đến điều thoát xác về đâu. Đợi đến ngày tuổi già sưng yếu, chân linh rời khỏi xác thì ông quá muộn màng. Nhờ chí tôn hoằng khải tha thứ, đưa phép diệu quyền lập vị ngọc. Nơi cỡ trồng thiên quy nguyên mà lối, cho chúng sanh thức tỉnh tìm về. Thật rõ ràng Phật cốt tiền duyên, từ đây sau chính ngày thế hồn được lên tận trời thứ tám và được hướng mùi tiên tửu nực nồng thơm. Mỗi cửu mỗi lên đến bát cửu, chân hồn từ cõi hạo nhiên thiên lên cõi phi tưởng thiên, là từng trời thứ tám trong cửu trùng thiên dưới quyền chưởng quản của Đức Từ Hàng Bồ Tát. Kính mời chư huynh tỷ nghe Nguyễn Kha trình bày. Mừng mừng thay, trên nơi cung này có tổ ngắt ngay nực nồng thơm ngọt, linh hồn lần lần tổ tiên được mời. Mùi trần gian đã xa không còn nhớ lại,
xuất khỏi rất xa không còn quấy rượu bồi hồi khi nghe tiếng chuông vọng về cõi thiên liên nhiệm màu trong khi hơi được nồng giúp chân hồn hướng phép thần thông nhờ công quả dài lâu nơi cung tặng thức có phép thần thông biến qua đưa các hồn lĩnh giải qua học đạo tu tiên thiên cảnh dò lần được lên kim mao hậu tạch sang đi tới đường phép màu hồn thắng đến xem nghiệp hữu hình hồn táo kiếp sanh cung diệt bửu ngọc rèm phủ xuống nơi cõi thiên điều màu nhiệm vô biên trần gian ta tạo mọi điều không thoát khỏi thực hành khi chưa biết đạo ta còn tâm tối nếu nhập môn rồi thì phải xét soi ăn chay cho trượt chắc thú cầm khổng nhiệm chân hồn tinh khiết được về cõi thanh nhờ vào phép thuật nhiệm màu đưa chân hồn bay bổng bằng thiên này tiêu diêu nơi cánh non bồng huy nga thoát cánh đọa xa bước thông dong xa cõi tạm dương trần bến mê sớm tối gỡ lần thuyền từ chợ đưa ta sớm hôm mau tỉnh tâm xa chốn trầm luân mùi thiền nên quen câu mũi trường trai về chốn cổ quê xưa hồn được lên đến tầng trời thứ tám là thông dong nơi cõi thọ không còn sợ hãi như các tầng trời đã qua giống như hình phạt chân hồn bồng vui lên không còn cảnh tượng dẫm dồn nơi phi tượng thiên hồng mẫn hồn được hương lên kim mão hậu hồn được đằng dân nghe tiếng chuông rung như làn gió thổi đưa chân hồn về cõi hư không trạng thái ngất ngây vì hơi tiếng thở hồn say sưa bầu không khí nực đồng
hồn tận hưởng các hồng ẩn nơi tiên cảnh, được nước cam lộ rửa sạch khi bay đi. Nơi cõi trần gian cho tinh khiết, linh hồn bay bổng lên tầng trời thứ chín, được hướng cõi thiên liêng quyền diệu vô cùng. Thế nhân ơi, lời chàng nhắn gửi muốn được về nơi cõi thiên liêng, khá trường trái cho được vẹn nguyên, linh hồn thời thới về miền tiêu diêu. Giờ đây là cửu cửu, chân hồn từ cõi phi tưởng thiên lên cõi tạo hóa thiên để bái kiến Đức Phật Mẫu. Tạo hóa thiên là tầng trời thứ chín, cao nhất trong cửu trùng thiên. Nơi đây là cung Diêu Trì, có hằng hà sa số Phật với bốn vị Phật chánh và của vị nữ Phật đều tùng lệnh Kim Bàn Phật Mẫu, có nhiệm vụ dưỡng dục quần sanh quy nguyên Phật vị. Chân hồn nào làm xong phận sự về đến tạo hóa thiên vào triều kiến Đức Phật Mẫu sẽ được Đức Mẹ ân thưởng dự hội bàn đào và được ban cho tiên tửu. Xong rồi được đưa qua cung Bắc Đẩu để xem căn quả số, vào Linh Tiêu Điện đặng học triều nghi, chờ ngài ra trước Ngọc Hư Cung định phần đọa thăng. Những chân hồn nào còn nặng nợ vay trả thì đưa qua Kim Bồn đầu kiếp trở lại trần đặng trả quả. Mời chư huynh tỷ nghe Nguyễn Kha và Bích Phượng trình bày. Nơi cung tiên hiến linh thần quái, tạo hóa thiên biến sanh vô cùng. Nơi các tiên vượt qua bao nạn, lần bước hồn đến tầng chín. Tầng cửu tiên nhiệm màu lâm thai, được dùng rượu hồng thọc triều hy vào ở linh tiêu. Khi chân hồn tận hưởng các hồng ân nơi tầng thiên thứ tám, và tiến hóa đến tầng trời tạo hóa thiên diện kiến đức diêu. Tạo hóa thiên sanh biến diệu kỳ, mà hồi bàn đào nơi diêu trì kim màu, phục hồi sự sống của các chân linh bằng những trái hạnh đào tươi đẹp, được thưởng ban tiên tửu ngọt ngào. Ở tầng trời cửu thiên khai hóa, và được trở về ngôi xưa vị cũ. Để xem căn quả phận mình, học triều nghi phép tắc ở thiên đình. Ngọc Hư Cung quý nghiêm sắc lên, đọa thắng đều do ta tạo ở kiếp sanh, được trừng trị phân minh tội phước. Có tội thì trần, có công được thường, cần công lý thiên đình không sót một ai. Kẻ tạo ác muôn vàng khổ nhọc, người nhân từ được hướng hồng
triều tiên hiển linh. Nhờ chi tôn thương tình ban ân xóa hết năm xưa tội tình tạo ra, còn say mê thế gian đoạ đài. Nay hướng trọn hồng ân chí tôn, về đến nơi cạnh nhà chuông rung trong thúc chân linh trên đường siêu thăng, rời xác thân Phật mẫu ở tầng trời tạo hóa, vận chuyển bát hồn trong vùng thoải khí mà biến tạo muôn loài. Rất may duyên ta mới được làm loài côn trùng cầm thú hoa cỏ, có điểm linh quan sáng suốt thông minh, nên tránh những điều trầm luân quan trái. Loài vẫn cùng ta anh em như một, thương xót nhân từ đừng quý để ăn, mà dùng trái trong hoa quả mới sinh tồn. Được trụ tinh thần nơi cung tri giác, hưởng hồng ân giải thoát đăng tiên, thế mới hiểu quy luật thần tiên, các đấng quá diệu quyền. Nơi kim bồn vàng vàng quân chất, tạo hình hài các bậc nguyên nhân, quần hư màu nhiễm thoát trần đăng tiên. Mãn tuần cửu cửu, rồi chân hồn chờ 200 ngày là đến ngày tiểu tường. Chân hồn nào trong sạch được đưa lên tầng hư vô thiên. Nơi đây có hằng hà sa số Phật và 8 vị Phật chánh điều tùng lệnh đức Nhiên Đăng cổ Phật để dẫn độ các chân linh đắc pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc vị, đắc A Nậu Đa La, tam diệu tam bồ đề, được chứng quả nhập Cực Lạc quốc. Kính mời chư huynh tỷ nghe Nguyễn Kha trình bày. Cùng hư vô thiên cảnh giới cung này bao la, lầu cát vàng lộng lẫy nguy nga, đức chi tôn cao ngự thiên kiều, các chân linh đến thính Phật điều à, để nghe lời đức Nhiên Đăng giáo răng, phép tịnh thanh hưởng bao quyền năng, nơi thiên thiều hồn linh để chân, ánh sáng thiều quang đẹp muôn ngàn hơn còi nhân gian, sớm biết chọn đường tu nhân.
nhập thân. Tạo biết bao nghiệp chướng vô tình, cõi hư linh phải chịu lục hình. Nơi dương trần làm bao đức nhân, chốn cung tiên hưởng bao hồng ân. Nói thiên đình nghiêm minh rõ phân, ráng tròn cầu ngộ giới điều quy. Hồn đã trải qua bao cảnh giới, luật thiên đều nghiêm khắc chẳng rời. Hồn qua nỗi từng trời sợ hãi, đến ngọc hư nhờ áo thất bừu gọi sập thay, chân hồn thẳng đến đài già lam. Quả duyên ngôi về tòa sen Phật đài. Sau lễ tiểu tường, đếm đủ 300 ngày thì làm lễ đại tường. Các chân hồn trong sạch được đại hội Ngọc Hư Cung chứng đắc quả vị rồi, thì có Đức Bồ Đề Giả dẫn chân hồn lên tầng Hỗn Nguyên Thiên, vào ý kiến Đức Di Lạc Dương Phật nơi Lôi Âm Tự, hầu lên ngự tại liên đài của mình. Mời chư huynh tỷ nghe Nguyễn Kha trình bày. Mừng mừng thay, đến nơi cung này, thoát nơi chốn âm quang hiệu hoành, chân hồn đi lên đến nơi căn vàng. Hồn được nghe Đức Di Lạc Dương Phật dạy, tái sanh hoằng khai mở cơ tận độ, dắt hồn đi lên lánh xa cửu tuyền. Gói tây phan dây lừ mà xứ cây đuôi tà, các chân hồn hướng phước trời ban, nhờ công đức làm nên trường thi tiên chấm công thương đền. Có ơn đức là chuyên xem duyệt linh hồn, vào thi chấm công phần trần. Nhờ tâm ta sống nơi dương trần tu học, bước lên cõi thiên an lạc hưởng duyên phúc lành. Nhất nhân tô hương nhờ cứu chân linh cứu quyền, bước thiên đàng gắm cả cùng nhau, được ân hậu trời ban. Nơi vô thượng thầm thầm không duyên muôn ngàn kiếp khó tầm, khuyên đời yêu thương tâm bền dừng, cõi thiên nhẹ bước khỏi sai lầm. Kính thưa quý vị, trở lại quê xưa là đường về thiên liên cảnh. Giờ đây chư huynh tỷ đệ muội tin chắc, người tín đồ cao đài giữ thập trai, tức 10 ngày mỗi tháng, khi chết được hành lễ tang đúng nghi thức đạo cao đài, làm 9 tuần cửu và 2 tuần tiểu tường đại tường, nhất định được về diện kiến Đức Phật Mẫu trước, rồi bái kiến Đức Chí Tôn. Nhưng đắc vị thiên liên hay không là do công quả khi còn sống. Đạo lý còn dài,
Kính xin tạm biệt và hẹn tái ngộ những CD tiếp theo. Kính chào phụng sự. Đến cõi thiên liêng, hồn được thông dòng, mong mỏi đồng đạo.